Ngày hôm nay 19 tháng 4, miền Bắc chính thức bước vào đợt nắng nóng cao điểm đầu tiên trong năm 2019. Nắng gay gắt, thậm chí nhiều thời điểm lên mức trên 40 độ C, khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Bao trùm Bắc Bộ ngày hôm nay là thời tiết nắng nóng, oi bức, khiến cho ngột ngạt. Nắng xuất hiện từ sớm gây ra cảm giác khó chịu cho người dân trên đường đi làm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 tới 37 độ C. Thủ đô Hà Nội cũng dao động từ 35 tới 37 độ. Riêng khu vực vùng núi còn có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38 tới 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 tới 16 giờ chiều. Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài tới ngày 22 tháng 4, thậm chí là khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài hơn. Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì thế mà người dân phải hết sức lưu ý, đặc biệt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nên thời tiết năm nay được cảnh báo là sẽ nắng nóng hơn năm 2018. Trong đó, số ngày nắng nóng nhiều và mức độ gay gắt nhất rơi vào tháng 5 và tháng 6.